Một câu hỏi nữa Phật tử hỏi rằng ấy, con bạch Thầy, Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia, khi cúng cơm cho gia tiên hoặc người thân cúng xong thì không được dùng cơm cúng đó, có phải không ạ? Nếu con cúng cơm cho gia tiên mà không được dùng thì cơm cúng đó có phải bỏ đi ạ? Thì cơm cúng đó phải bỏ đi ạ? Mong Thầy giải đáp giúp con. Ngày xưa chúng tôi mới thọ giới Bồ Tát, chúng tôi cũng được Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành Giác Linh, là ông của chúng tôi đó. Ngày xưa chúng tôi thọ giới Bồ Tát chính là cụ truyền cho chúng tôi. Và cụ cũng dặn chúng tôi là gì? Là người thọ Bồ Tát giới, bất luận tại gia hay xuất gia, những đồ cúng chúng sinh thì mình không nên ăn nữa, mà nên gì? Đem cho những người chưa thọ giới họ ăn, chưa thọ giới Bồ Tát họ ăn. Mình đã cúng cho họ, mình đã gì? Đã thọ giới Bồ Tát rồi, mình cúng cho họ rồi, đã cúng cho họ rồi, mình lại đi ăn lại của họ. Thì Hòa Thượng nói là không nên. Tất nhiên ăn thì nếu mà đói quá ăn thì cũng được, hoặc sợ phí phạm quá ăn cũng được thôi. Nhưng mà Hòa Thượng nói là tốt nhất là chúng ta nên dành cái đồ cúng đó rồi á, cho những người khác họ ăn, cho nó đỡ phí. Thế còn ở đây Phật tử nói là nếu mà đem cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình xong rồi thì nếu không được ăn thì con phải đem bỏ à? Đem cho người khác ăn, mình không ăn mà. Mình không ăn đâu phải là bâm bỏ. Nhà mình không có ai thì đem cho hàng xóm. Mà nếu mà gì hàng xóm không có thì cái đồ cúng đó có thể mình mang ra gì ạ? Ra sông mình cho gì? Cho cá nó ăn cũng được, cho các loại chúng sinh thủy tộc khác nó gì? Ăn cũng được. Còn người đã thọ giới Bồ Tát tại gia hay xuất gia rồi thì những cái đồ cúng, trừ đồ cúng Phật, đồ cúng Phật, đồ cúng Bồ Tát, đồ cúng Thánh Tăng á, cúng Phật, cúng Tổ thì chúng ta ăn được. Còn nếu mà cúng dưới ban vong dưới kia kìa, thì người thọ dưới Bồ Tát ngày xưa Hòa Thượng nói là kìa, nói với chúng tôi cũng không nên ăn. Cũng không nên ăn. Các vị biết không? Có những người họ đến nói với chúng tôi rằng á, họ cúng một gì? Một con gà. Sau đó họ đến cái nơi mà Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Ngày xưa tôi nghe thấy câu chuyện này. Các Phật tử, không phải Phật tử, một số những người đó đến, có trong đó có Phật tử, có cả sư đến làm lễ. Thì các Phật tử họ bảo đến đó thì họ, cái tất nhiên vị sư đó chắc là vị sư họ cũng ăn mặn rồi, dặn các Phật tử đến cái cúng cái nghĩa trang đó làm cái thủ lợn, với làm gà, làm xôi, làm gà, và nói chung là đầy đủ lễ lạc đến để cúng. Cúng xong mới chỉ có khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi, mà cái thủ lợn với con gà nó nhớt, nó gì, nó nhớt, mà nó cứ sờ vào mà nó cái nhớt nó ra, mà gì cái mùi hôi mùi thối nó chỉ vào mới có 2 tiếng đồng hồ thôi các quý vị, mà cái mùi hôi mùi thối mà nó nhớt hết ra. Cái trường hợp đó này chúng ta không thể giải thích được, nhưng mà về cái tâm linh thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng á, vì có các loài quỷ thần và các loài gì họ tranh, họ cướp nhau, họ ăn, cho nên thì nó mới xảy ra cái chuyện như vậy. Cái này nói là tâm linh thôi, chứ còn những người khác có thể họ nghe thấy tôi nói, họ bảo yêu cầu chứng minh về khoa học thì họ nói là không phải. Nhưng thực tế, chúng ta đến một cái nơi nào đó mà linh thiêng, mà chúng ta cúng á. Ngày xưa tôi đi học, tôi cũng đọc thấy một số cái sách vở nói rằng á, một số những nơi mà nó có nhiều những cái âm khí, cái oan hồn ấy, họ cư trú, đem cúng xong ấy, ví dụ cúng cháo. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện là có một nhà sư nằm mơ thấy ở cái gốc cây đa ở cạnh một cái bệnh viện ở ngoài Hà Nội ấy. Cái bệnh viện đó, bệnh viện phụ sản trung ương ấy. Thế nằm mơ thấy là có rất nhiều các vong thai nhi, họ đói mà họ đến xin ăn. Cái vị thầy đó cùng học với tôi, và thầy ấy nằm mơ thấy như vậy, cho nên thầy ấy nói với các Phật tử là ra đó làm một cái đàn lễ cầu siêu, nói với ban lãnh đạo của bệnh viện, ban giám đốc của bệnh viện ra một cái làm lễ cầu siêu ở cái gốc cây đa đó. Và vì cái gốc cây đa đó nó cũng rất là linh thiêng, nhiều người thấy những cái cảnh mà nói gì mà người thường rất ít thấy rồi. Người thì đêm thì nghe tiếng khóc, hoặc là kể cả ban ngày trời mưa trời gió
thấy vong, thấy các trẻ con, rồi thấy vong người lớn, người nhỏ đầy ngoài gốc cây đa, leo kín lên trên gốc cây. Nhiều người thấy như thế. Nhưng mà kể người khác, họ người mà không đủ duyên không thấy, họ bảo là cho hoa mắt, vân vân. Thế thầy ấy mơ thấy cái giấc mơ đó, thì thầy mới rủ các Phật tử là đi lên để làm lễ. Làm lễ cầu siêu thì nói là nấu rất nhiều cháo. Cái cháo lúc đầu mới cúng thì múc rất là đặc. Cúng rất là đặc. Trong một cái đàn cúng như vậy, chúng ta thấy kể cả đấy ra kể cả cho cúng Mông Sơn thí thực, nói chừng mà 2 đến 3 tiếng đồng hồ thôi. Cháo nấu rất là đặc. Nhưng khi cúng xong một cái thì cháo gì? Toàn nước. Cháo toàn nước. Mà cái mùi tanh gì? Cái mùi tanh của cháo á, nó tanh nồng thì không thể ngửi được. Nó toàn nước, nó loãng ra rồi mà cái mùi tanh nồng ấy, tất cả các bát cháo đều như thế. Đấy là gì? Đấy là những cái mà câu chuyện mà chúng tôi được biết, được nghe, được đọc và được kể, được chứng kiến. Thế những cái câu chuyện nó như vậy. Cho nên á, ở đây thì ngày xưa thường cố Hòa Thượng Chùa Hương, ngày mới dạy chúng tôi là đã thọ giới Bồ Tát rồi, thì không nên ăn đồ cúng của chúng sinh nữa, mà chỉ giao cho trẻ con hay giao cho những người mà họ gì ạ. Thậm chí xin thưa các quý vị, nói là người quy Tam Bảo rồi, tức là Phật tử quy Tam Bảo rồi ấy, mình dâng lên cúng chúng sinh ở dưới chúng sinh rồi ấy, thì cũng không nên ăn. Cái đồ cúng chúng sinh ở ngoài trời ấy mà, đồ cúng cháo cúng chúng sinh mà, nếu còn cúng gia tiên nhà mình thì vẫn ăn được. Cúng gia tiên và cúng gì? Cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình thì vẫn có thể ăn được. Nếu còn cúng chúng sinh á, cái đồ cúng chúng sinh ở dưới chỉ nên cho bọn trẻ con thôi. Cho trẻ con nó ăn. Đấy. Hoặc cho người chưa quy Tam Bảo ăn thôi, mình đừng có ăn. Nhưng mà tôi thấy các sư ở trong chùa nhiều khi mà tôi thấy gì? Dâng lên cúng rồi mang xuống cúng bóc để ăn. Cái này là do gì chưa biết thôi. Ăn cái đó vào thì ngày xưa Hòa Thượng nói là cũng không tốt đâu. Đặc biệt là người tu về mật tông họ kiêng những cái cả thức ăn, nhiều thức ăn lắm. Đó cho nên về câu hỏi đấy thì chúng tôi xin trả lời là người thọ giới Bồ Tát là người trả lời như ngày xưa Hòa Thượng dạy chúng tôi á, là tốt nhất là gì? Chúng ta không nên ăn những cái đồ cúng ấy mà đem cho người khác hoặc đem bố thí cho gì? Cho các loài thủy tộc. Nếu chúng ta sợ phí phạm thì đã bố thí cho các loài thủy tộc, mang ra sông chúng ta đổ cho cá nó ăn thì tốt nhất, cũng là một bữa cho gì? Bố thí cho chúng sinh.